Dạ, xin chào mọi người. Thì cũng lâu rồi em chưa có lên cái lô đàn nào cho mọi người tham khảo ha. Thì hôm nay ngày 9 tháng 10 em sẽ giới thiệu tới mọi người một cái lô đàn điện ha, giá rẻ nha mọi người. Đây, lô nằm đây ha. Thì lô này có mức giá khoảng từ 2 tới 3 triệu rưỡi thôi. Khá là rẻ và đàn cũng khá là đẹp ha mọi người. Rồi. Đến với cây đầu tiên nha mọi người. Số 1, đây là một cây Edgar ha. Một cây Trad. Cây Trad Edgar số 1 ha. Cây này có màu sunburst nha mọi người. Màu sunburst. Rất là đẹp nha mọi người. Ổ khóa còn mới nữa ha. Ổ khóa còn rất là mới nha mọi người. Rồi, cây FBA đầu tiên này có mức giá là 2 triệu nha mọi người. Rồi, thì nếu mọi người yêu thích cây nào mọi người hãy inbox cho em qua Zalo hoặc điện thoại trực tiếp cho em ha. Và cách thức giao dịch thì mọi người đặt cọc trước giúp em là 500.000. Sau đó em sẽ ship đàn và mọi người nhận đàn kiểm tra, thanh toán số tiền còn lại cho shipper là xong nha. Rồi, cây số 1 có mức giá là 2 triệu. Sau đây em mời mọi người nghe thử chất âm của cây số 1 ha. Tiếp theo đúng với cây số 2 nha mọi người. Cây số 2, đây là một cây Shelder màu trắng ha mọi người. Đây, một dòng chát bãi. Đây Shelder màu trắng, ngoại hình thì khá là đẹp ha. Cái mặt nạ thì nó có một cái chỗ này nó bị cứng nha mọi người ha. Cứng nhẹ chỗ này ha. Và cứng nhẹ cái mặt nạ thôi, chứ nó không ảnh hưởng gì tới đàn ha mọi người. Cây số 2 cũng có mức giá là 2 triệu nha mọi người. 2 triệu cho cây Shelder màu trắng ha, rất là đẹp nha. Rồi, sau đây mời mọi người nghe thật chất âm của cây Shelder này ha. Thank you.
đến với cây số 3 nha mọi người. Đây là một cái dòng mà Squire Bullet nha mọi người. Đây là một hãng con của Fender ha. Cây này thì nó có một kem mọi người. Nó có một kem ha. Rồi, phía sau thì nó có một cái vít cứng nhẹ ở đây mọi người. Đó. Sau đây mời mọi người nghe thử chất âm của cây Suba ha. Có mức giá là 3,5 triệu nha mọi người. Số 4 nha mọi người. Số 4. Đây là một cây Squire Bullet ha. Đây. Cây này thì có màu xanh bớt nha mọi người. Màu khá là đẹp ha. Là màu gỗ xanh bớt. Cây này thì nó có một vài cái vết cứng ở đây mọi người. Còn lại thì khá là đẹp ha. Cây số 4 này có mức giá là 3,5 triệu nha mọi người. Sau đây mời mọi người nghe thử chất âm của cây số 4 ha. Tiếp theo đến với cây số 5 nha mọi người. Vẫn là một cây Squire Bullet thôi ha. Cây này thì nó có body màu đen ha. Đây em có 3 cây, 3 màu. Mọi người yêu thích cây nào thì cứ lựa chọn ha. Khá là đẹp nha mọi người.
sau đây em mời mọi người nghe thử chất âm của cây số 5 này ha. Số 6 nha mọi người. Đây là một cái dòng I3net ha. Đó, cây này có mức giá là 3,5 triệu ha. Cây này thì mọi người chắc cũng thấy là em đăng khá là nhiều cây như thế này ha. Đây, mẫu mã nó rất là đẹp, chất âm nó rất là hay mọi người. Cây này dành để cho mọi người có thể tập luyện làm show rất là tốt ha. Với cấu hình bích cúp đa dạng nè, HSH ha mọi người. Đó. Cây này rất là đẹp, rất là chỉnh chu luôn mọi người. Hãng làm rất là đẹp ha. Ngoại hình thì cũng khá là ok, những cái đường vân rất là ngầu nha mọi người. Mức giá thì rẻ, có 3,5 triệu thôi. Rồi, sau đây mời mọi người nghe thử chất âm của cây số 6 này ha. Hai bài nét. Cây này thì có cấu hình bích cúp là HSS nha mọi người. HSS ha. Màu thì là màu xanh bớt nha mọi người. Cây này có màu xanh bớt ha. Rất là ok luôn. Rồi, cây số 7 có mức giá là 3,5 triệu nha mọi người. 3,5 triệu. Cây này thì đẹp, đẹp như mới luôn mọi người. Rồi sau đây mời mọi người nghe thử chất âm của cây số 7 ha. Thank you.
đến với cây số 8 nha mọi người. Đây, lại là một cái dòng Abanaxio ha. Nhưng mà cây này là cây 24 phím nha mọi người. Đó, đây là dòng RG nha. Cây này 24 phím nha, body màu đỏ nè. Cấu hình bích cúp là HXH. Đó. Cái này có một cái vết xước nhẹ ở đây mọi người. Bên đây nữa ha. Đây là một cây nó có cái đầu cong mọi người ha. Cái đầu nhọn cong ha. Đây, cây số 8 có mức giá là 3,5 triệu nha mọi người. 3,5 triệu cho cây số 8 ha. Sau đây mời mọi người nghe thử chất âm của cây số 8 nha. Tiếp theo đến với cây số 9 nha mọi người. Đây là một cây trát Bachut ha. Đó, một thương hiệu Bachut nha mọi người. Cây này có màu xanh bớt ha. Cây này âm thanh rất là hay mọi người. Đó. Cái này nó sẽ tiếng nó rất là hay mọi người. Nó không thua kém gì Squire đâu ha. Mà ngoại hình nó thì rất là mới nha. Đó. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Cây này thì cần là cần Rowwood nha mọi người. Cây này cần Rowwood. Đó, mọi người có thể mua về móc cổ, làm đàn cổ được ha. Đó, cây này ngoại hình rất là đẹp nha mọi người. Rồi, cây số 9 có mức giá là 3 triệu nha mọi người. Sau đây mời mọi người nghe thật chất âm của cây số 9 ha. Cây cuối cùng nha mọi người. Đây lại là một cây bắt chút ha. Cây này cần mắc bồ nha mọi người. Màu tru tông nha mọi người, hai màu ha, vàng và đen ha. Cây này khá là đẹp nha mọi người. Rồi, cây số 10 có mức giá là 3 triệu ha. Đây cũng là cây cuối cùng nha mọi người, cùng trong clip ngày hôm nay ha. Đó, mọi người yêu thích cây nào thì cứ liên hệ với em nha.
Sau đây em mời mọi người nghe thử chất âm của cây số 10 ha.